Khang Daniel kết hợp với Jesse và phản ứng của Kenneth. Với vẻ ngoài cùng phong cách âm nhạc cá tính, từ lâu Jesse đã được mệnh danh là chị đại của K-pop. Bởi vậy, những hình ảnh mới nhất của cô nàng cùng Khang Daniel đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng và các fan hâm mộ bởi phong cách và thần thái hoàn toàn khác nhau. Được biết, đây là những hình ảnh hậu trường của Jesse Sotterview. Phải chăng Khang Daniel sẽ là vị khách mời tiếp theo của chương trình? Trong khi Jesse xuất hiện với trang phục cá tính và quyến rũ, thì anh chàng lại khiến nhiều người tan chảy bởi sự trẻ trung và đáng yêu của mình. Có thể nói, sự kết hợp của hai phong cách hoàn toàn trái ngược đã khiến các fan hâm mộ thực sự thích thú. Trái ngược với tưởng tượng, Khang Daniel và Jesse nhận mưa lời khen từ Kenneth. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của phát thanh viên Jo Jung Sik. Nhiều người cho rằng sự kết hợp này giống như một poster của webtoon vậy. Cái ảnh ba người nhìn hệt như poster webtoon vậy, hợp không tưởng. Chẳng phải fan của Khang Daniel đâu, nhưng thi thoảng sẽ đọc tin của bạn này. Ảnh ba người ai cũng đẹp hết, nhất là Khang Daniel. Có thể do bạn ấy làm idol, nhưng cứ như có hào quang tỏa quanh vậy. Là lắm quá, nhưng đúng là bộ ba này hợp lý nhỉ, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Cứ như chó con và báo đen vậy, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà nhìn như poster webtoon vậy, nhất là ảnh ba người. Tỷ lệ của Jesse đỉnh thật đó, mà Khang Daniel đáng yêu thật. Khang Daniel vốn đã đáng yêu rồi, mà đứng cạnh Jesse càng trông giống chó con hơn. Nhắc đến một trong những rapper nổi tiếng của K-pop, chắc chắn không thể không nhắc đến Jesse. Ngoài việc sở hữu một giọng ca tuyệt vời, Jesse cũng là một rapper rất tài năng. Jesse từng xuất hiện trong Unprestige Rapstar mùa đầu tiên và giành vị trí áo quân trong tập cuối của chương trình. Sau cuộc thi, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp solo và gặt hái nhiều thành công với tư cách là một rapper. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Jesse đã từng có ý định tham gia vào SM Entertainment, thậm chí là debut trong một nhóm nhạc nữ. Thông tin này đã được chính cô nàng tiết lộ khi Kim Hee-chul đã xuất hiện trong chương trình phỏng vấn Jesse Sotterview. Cụ thể, khi nhắc đến Super Junior, Jesse cho rằng việc hàng ngày phải sống chung với một nhóm đông người thực sự rất khó khăn, nên cô ấy không dám tham gia vào việc quá trình tạo lập nên một nhóm nhạc nữ. Nữ rapper cho hay, Hee-chul à, có thể anh không biết đâu, nhưng lúc đầu em cũng muốn gia nhập SM đấy. Trước lời chia sẻ của đàn em, Hee-chul phản ứng cực kỳ dữ dội. Nam thần tượng sốc đến mức thay vì dùng tiếng Hàn thì lại chuyển sang nói tiếng Anh.